nhất thiết là đàn ông với đàn bà, con trai với con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Hey. Lý do vì sao em chọn người ấy là ai để em có thể công khai cái chuyện này? Thực ra em đến người ấy là ai muốn mang câu chuyện của mình để truyền cảm hứng tới tất cả mọi người. Và nhân đây em cũng muốn nhờ mẹ em nói với tất cả các bậc phụ huynh có con cái là LGBT cũng sẽ cảm thông cho con họ. Không ai muốn sinh ra là như vậy cả. Nên là mọi người hãy mở rộng lòng mình và bao dung tất cả những người LGBT như chúng em. Để rồi nghĩ đến ta đâu nhẹ tênh giữa trái tim, nụ cười nước mắt sau những bão giông đã mù yên. Và nhìn lại xem ta đang hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay. Sao lại là nhờ mẹ nói thay là sao? Không hiểu. Tại vì hôm nay mẹ em có tới đây. Vậy có thể mời bác cùng ra sân khấu được không? Dạ chào cô. Cô có thể giới thiệu một tí với mình được không? Tôi tên là Anh Oanh, sinh sống ở thành phố Pleiku, Gia Lai. Bạn đã thổ lộ cái điều này với cô từ khi nào? Từ nhỏ thì anh Thư là có các cá tính mạnh mẽ, thích những cái trò mà con trai làm. Nhưng mà thể hiện bên ngoài là một công chúa mỹ miều, thích chiều chuộng. Xong tới một ngày, anh Thư có về nói là con yêu một chàng trai. Sao con không dẫn về? Con chưa xác định. Tại vì con cũng chưa thấy cái cảm xúc thật. Xung quanh của anh Thư á, là luôn có những cái người bạn ở trong cộng đồng. Thì mẹ cũng đồng cảm với con và thông cảm cho cộng đồng đó. Dạ. Rất là thông cảm và thương. Người ta sinh ra không ai mong muốn như vậy. Mà ở trong cái hoàn cảnh đấy thì mình nên chia sẻ, mình san sớt cái tình cảm đó. Sau một thời gian á, thì anh Thư là hay dẫn bạn đi về nhà chơi. Cũng mập mờ hiểu ra, nhưng mà không dám thừa nhận sự thật. Tới một lúc gần đây, mẹ và con cùng lo cất nhà chưa xong, thì không biết sao anh Thư lại đột ngột mẹ con đi vào thành phố đây. Anh Thư mới nói, mẹ, chắc có lẽ là con yêu một bạn nữ. Con lặng người đi. Lặng lâu lắm, đau trong lòng. Nén lại suy nghĩ cho thấu đáo, xong quay qua nói với con. Con à, con phải xác định rõ ràng. Mẹ sốc, chứ không phải là mẹ không sốc, nhưng mà mẹ nhận ra sớm. Mà ngoài kia thì bao nhiêu người cũng lỡ dở như vậy. Suy từ mình ra, mình cũng đã từng ghép đôi với một người cha của con mình. Nhưng đâu trọn vẹn. Không nhất thiết là đàn ông với đàn bà, con trai với con gái mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Con đã là như vậy thì phải xác định rõ ràng, để sau này nó khỏi sốc cho con và sốc cho gia đình, cho xã hội. Oh my god, I'm so sensitive. She's like my mom. Cô quá là bình tĩnh và cô quá là mạnh mẽ. Đây không phải là cái chuyện chúng ta nhận ra giới tính của con là gì, mà là cuộc thương lượng giữa cô và những điều xảy ra trong đời của cô. Con thấy là cô có thể cảm nhận được mọi thứ một cách rất là rõ nét. Cô hiểu được là cuộc đời mình đã trải qua những cái nỗi khổ gì. Cô thấy được ở ngoài kia người ta đang hạnh phúc như thế nào. Cô biết được con mình như thế, mặc dù mình đau, mình không muốn, nhưng rõ ràng nó đang tồn tại và cô không muốn làm bạn buồn thêm. Cô là một người mẹ cực kỳ bao dung và là một người đàn bà rất sòng phẳng với những gì xảy ra ở đời mình. Tuyệt vời.
Con nói riêng với anh Thư á, sống cho cuộc đời mình không vì cuộc đời ai khác. Ở ngoài kia có bao nhiêu lời dị nghị, con gạt qua hết. Sống chính mình mới là hạnh phúc. Yeah. Cảm ơn cô. Mà Tom, she's like my mom. I want to say that I'm LGBT, and you know what is supporting from family is more important than a guy or a girl. Thanks for coming and sharing your story from your private. I really appreciate it, and I'm standing here in front of you guys and to tell the world that love has no gender. Thank you for being here today. Thank you. Thank you. Anh Thư ơi, anh thấy là em may mắn quá. Em có một người mẹ rất là mạnh mẽ và ấm áp. Với một cái sự support vững chắc như vậy thì bất cứ một nỗi đau nào em cũng có thể về kể cho người phụ nữ này nghe. Cô ấy sẽ cùng em bước qua. Chắc chắn là như vậy. Cố gắng lên em nhé. Con cũng muốn xin cảm ơn cô rất là nhiều. Khi mà LGBT ở phái nam á, nó đã là một cái khó rồi. LGBT ở phái nữ á, nó càng khó hơn, bởi vì cái sự nhìn nhận của xã hội thật sự nó chưa có quá thoải mái. Thư rất là may mắn bởi vì có một người mẹ như cô để bạn có thể đủ tự tin chọn cái người mà bạn yêu. Con hy vọng rằng là Thư sẽ sống một cuộc đời theo ý muốn của em và sẽ phải hạnh phúc nhé. Dạ, em cảm ơn. Thấy thương không? Cho cô xuống ôm mọi người nghe. Cho cô thoải mái, cô ôm tới giờ nào cũng được. Dạ, thấy thương quá. Thế thương không? Cho cô xuống ôm mọi người nghe. Cho cô thoải mái, cô ôm tới giờ nào cũng được. Dạ, thấy thương quá. Kiếm đâu ra bà mẹ này hay quá. Kiếm đâu ra bà mẹ này vậy? Lúc mà em nói với mẹ em xong một thời gian sau đó, mẹ em đi chẳng hết cậu gì cô bác luôn. Con tụi nó quen gái, con tụi nó đi quen gái. Trời đất ơi, khoe luôn rồi. Hết nói nổi rồi. Xuất sắc. Không được một chàng rể kiểu này thì được chàng rể kiểu khác, đúng không ạ? Thì cũng là chàng rể thôi, nhưng mà ở hình hài khác thôi. Sống chính hạnh phúc của con mình, nó là điều tuyệt vời nhất. Yeah. Người ấy là ai 2022 phát sóng thứ 6 hàng tuần, xem đồng thời và trọn vẹn trên Vion, tải app ngay.